Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Hoàng Long Computer. Wow, trước khi mà mình nói một cái điều gì đó thì anh em hãy cùng đánh mắt sang một bên để chúng ta chiêm ngưỡng bộ PC của chúng ta nha. Vừa hoa hết cả mắt anh em ạ, LED cứ phải gọi nháy loạn lên. Anh em nhìn tổng thể thế nào? Đẹp không? Bộ PC này thì dường như trước đây mình đã có một video rồi nhưng mà hơi mờ nhạt một chút nên là hôm nay mang lại để giới thiệu đến anh em. Cấu hình PC này là của một bạn khách vừa mới build bên mình xong, thì là bạn ấy là editor và là một nhà sản xuất các video quảng cáo ấy. Thì công việc chủ yếu của bạn là quay quảng cáo sản phẩm này và quay các cái vlog 4K đấy. Xong rồi mang cái suộc đó về để xử lý hậu kỳ, xong rồi render 4K các thứ, xong rồi sản xuất ra sản phẩm ấy. Thì mỗi video dài khoảng tầm 10 đến 15 phút. Nhưng mà hiện tại thì bạn ấy đang gặp một cái vấn đề, đó là cấu hình hiện tại của bạn đang rất là yếu. Và đối với những cái video khoảng tầm 10 đến 15 phút thì render cứ phải đến khoảng tầm 30 đến 1 tiếng. Đó là chưa kể là add hiệu ứng nhá. Khi mà add nhiều hiệu ứng nặng như là làm mịn da này, blur các thứ ấy, thì nó cứ phải lên khoảng tầm 3 tiếng đến 4 tiếng render. Mà một video quảng cáo chỉ có 10 đến 15 phút mà mất 3 đến 4 tiếng thì còn làm cái gì nữa anh em. Rất là kinh khủng đúng không? Đấy, thế nên là bạn ấy liên hệ với mình để build PC gấp. Lúc đó thì mình có hỏi thêm bạn ấy là hiện tại bạn đang quay bằng máy gì, thì bạn ấy có trả lời là bạn đang quay bằng máy Sony A6300 và cái cấu hình hiện tại ở nhà bạn ấy đang sử dụng đó là sử dụng con chip i7-4770. Đúng thật. Đối với con i7-4770 này thì đúng là yếu thật. Mà bạn ấy còn nói thêm là trong cái thời gian mà chờ để mà render video ấy, thì bạn ấy có thể làm ra được thêm 3 đến 4 cái video hơn nữa. Thậm chí nhiều thì trong cái thời gian mà chờ render video ấy, thì bạn có thể làm ra được 3 đến 4 cái video nữa cơ. Thế nên là rất ảnh hưởng đến công việc. Đó, bạn ấy đau đầu quá. Thế nên là đến giờ mình build PC gấp luôn. Thì có một số cái yêu cầu nó cũng khó vãi trường anh em. Bạn ấy có bảo với mình là bây giờ anh cố gắng làm sao mà build cho em bộ PC mà cũng ngon nhất trong tầm giá khoảng 20 triệu này, full LED RGB luôn và cây phải trắng như ngọc trinh luôn. Đau đầu quá anh em. Thế nên là mất cả buổi chiều thì mình loay hoay lắp ráp, chọn linh kiện các thứ thì cũng lắp xong bộ cây này và cũng tiện thể quay luôn video để giới thiệu đến anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi đến phần giới thiệu cấu hình chi tiết. Đầu tiên nha, thì chúng ta sẽ có ở đây đó là em bên Z490 anh em ạ. 490 Racing đến từ Biostar. Thì em bên này thì cũng đã ra đời cũng rất là lâu trên thị trường rồi. Và đợt này thì Hoàng Long Computer mới nhập được lô hàng mới về nên là bao thị trường luôn anh em ơi. Cam đoan cả Hà Nội không ai có luôn. Em bên này thì giá cũ của em ấy cũng khá là đắt, khoảng tầm hơn 5 triệu. Bây giờ thì chắc là còn hơn 2 triệu thôi. Và em bên này thì sẽ là kích thước Mini ATX nha anh em. Thật ra khi mà lắp bộ cây này này thì nhìn trông hầm hố vậy thôi, nhưng mà cái kích thước của em main nó cũng khá là khiêm tốn, khá là nhỏ. Và nếu như anh em chọn một cái main mà khá là to ấy thì cũng sẽ không vừa bộ cây này đâu. Nhìn trông vậy thôi nhưng mà cũng cái diện tích bên trong ấy nó cũng khá là tiết kiệm đấy. Rồi đối với em main này thì hiện tại đang còn khoảng hơn 2 triệu ở đúng không? Và nhưng mà căn bản ấy là chúng ta có main Z. Chip thì mình lựa chọn ở đây thì sẽ là em chip i7-10700 nha anh em. Đây là hàng chay thôi nên là cũng không có bóc ở đây. Đối với hàng chay này thì anh em cứ yên tâm sử dụng. Thứ nhất là nó rẻ và nó rẻ hơn đối với em chip bóc khoảng tầm 1,5 triệu đúng không? Rẻ hơn chip bóc đến 1,5 triệu anh em. Thế nên là chúng ta sẽ dùng cái số tiền 1,5 triệu đó chúng ta đầu tư sang cái khác cũng khá là thông minh. Bên cạnh đó thì khi các bạn mua chip tại Hoàng Long Computer, mặc dù là chip chay nhưng mà các bạn vẫn sẽ nhận được chính sách bảo hành đến tận 3 năm từ Hoàng Long Computer nha. Thế nên là cứ yên tâm. RAM thì chúng ta sẽ lựa chọn ở đây đó là bộ 2 thanh RAM XPG Arata Spellcheck D41 DDR4 với dung lượng mỗi thanh là 16GB, số bus là 3200 luôn. Đó, có hình cô gái này, nó hình như phiên bản mới thì phải. Và như anh em biết đấy, đối với cái công việc mà làm video hay là quay render edit video ấy, thì chúng ta luôn luôn cần một cái dung lượng ổ cứng phải rất là lớn để chúng ta chứa các cái tài nguyên này, chứa video, chứa project đủ các kiểu luôn. Thế nên là mình có trang bị cho bạn ở đây đó là một ổ NVMe 256GB để chúng ta cài win.
Bên cạnh đó thì còn một ổ HDD là 1T nữa mình đã lắp sẵn trong đây rồi. Về bộ nguồn thì mình có lựa chọn ở đây, đó là bộ nguồn Sama 700W với chuẩn 80 plus Bluetooth. Ôi, anh em biết tại sao mình lại lựa chọn nguồn 700W không? Vì chúng ta có RTX 3060 đến từ iGame. Mã này thì cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Em RTX 3060 này thì sẽ có 12GB RAM với chuẩn GDDR6. Đây là hàng châu non nha anh em. Lý do tại sao mình lại lựa chọn em RTX 3060 này, thứ nhất là vì nó rẻ, chắc chắn rồi. Bên cạnh đó thì với trong cái mức ngân sách khoảng tầm 20 triệu thì em RTX 3060 này thì sẽ là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp. Nó giúp cho bạn khách của chúng ta có một cái hiệu năng để đảm bảo được chất lượng công việc. Về tản nhiệt CPU thì mình vẫn lựa chọn ở đây một M8 vô cùng quốc gia luôn, Transpo CR1000, vừa bền vừa mát. Và cuối cùng xin giới thiệu với anh em một bộ vỏ cực kỳ cháy luôn. Đây là vỏ VSP, tên dài cực, VSP eSport Roger ESS. Mã này là mã trắng với sẵn 6 fan LED RGB nha anh em. Hầu như các cái bộ vỏ mình giới thiệu đến em chỉ có 3 fan LED thôi, nhưng mà vỏ này em sẽ có sẵn được 6 fan LED chiến luôn, quẩy quanh trong nhà. Thôi không cần chần chừ gì nữa, ngay bây giờ mình sẽ múa vài đường Premiere Pro với lại là một vài cái phần mềm đồ họa cho anh em cùng kiểm chứng cái hiệu năng thực tế của em này xem thế nào. Rồi mình đã tới với cái phần mềm Premiere Pro và mình sẽ test trực tiếp cho các bạn khi mà chúng ta thao tác các cái công việc đối với một cái video 4K. Bên cạnh đó thì mình sẽ render một video 4K. Đây là độ dài khoảng tầm, ở đây mình có độ dài khoảng tầm 10 phút. Đúng rồi, 9 phút rưỡi, gần 10 phút đây. Thì để xem là thời gian cụ thể khi render là bao nhiêu. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem là cái chất lượng video của mình nha. Rồi, property này. Thì ở đây các bạn có thể thấy đây là file size của mình đang là hơn 800MB này. Đó, kích thước là 3840 này nhân 2160 ấy, đúng dùng là 4K rồi. Đúng là chất lượng 4K rồi nha. Đó, 4K. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử live view với resolution mình để ở đây là full luôn nhá, không cần phải 1/2 nữa, mình để full luôn, full. Rồi, để xem nào. Đây như các bạn thấy này. Đấy, khi mình cách một phát thì không, dường như không có một độ trễ gì luôn ấy. Cái video của mình chạy rất là mượt mà luôn, không độ trễ. Máy chạy rất là ngon. Rồi, cách này. Đó. Rồi là khi mình kéo này. Đó, nhanh cực. Không có độ trễ luôn. Các công việc được xử lý rất là trơn tru. Bây giờ thì mình sẽ thử thêm một cái hiệu ứng vào nha. Rồi, kéo một cái vào đây xem sao nào. Đây, rồi ok. Rồi. À, được phết rồi. Quá mượt luôn các bạn ạ. Không có hiện tượng giật lag gì cả. Máy cho ta một kết quả rất là khả quan. Đợi ở đây xem sao nào. Rồi ok, rất là mượt luôn. Thì ngay bây giờ mình sẽ thử render nhá. Render xem máy cho render như thế nào. Thì ở đây mình đã có sẵn được một chiếc đồng hồ để đo thời gian trực tuyến luôn. Rồi mình sẽ render này. Thì các bạn có thể thấy ở đây là file mình đang để đây nha. Rồi chọn ra Rust ở đâu nè, đặt tên file, test này. Rồi chất lượng là 4K này. Rồi H264. Rồi ok, bây giờ mình thử rend xem là thời gian render là bao nhiêu. Với một file là 9 phút 47 giây. Thời gian hiện tại ước lượng, ước tính được khi mà mình vừa mới ấn cái nút export ấy, thì encode đang là 2 phút hơn thôi này. 3 phút hơn. À quên, phải ấn nút này nữa. Đó rồi. Ngay bây giờ thì mình sẽ chờ thử ở đây xem là cái thời gian cụ thể khi mà chúng ta render một file 4K với độ dài là 10 phút thì sẽ chiếm mất bao nhiêu thời gian nha. Có một điểm cũng rất là tương đồng, đó là tại studio công ty mình thì cũng quay chiếc video này bằng Sony A6300. Đấy, thế nên là chúng ta sẽ dễ dàng gọi là đánh giá được là chiếc bộ máy này này sẽ render chiếc video dài khoảng tầm 10 phút này với thời gian là bao lâu nha. Thì hiện tại các bạn có thể thấy ở đây thì đã chạy được 2 phút hơn rồi.
Đấy đúng rồi, còn có 12 giây này. Qua đây thì chúng ta có thể thấy là bằng việc render nhanh hơn rất là nhiều thì bạn khách hàng của chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, vô cùng là nhiều thời gian để xử lý các cái công việc khác nữa. Đó, render như này thì ngồi chơi xơi bánh trà xong rồi đợi một lát là render xong. Vậy là thời gian của chúng ta thì cũng đã xong rồi. Đấy, trung bình sẽ rơi vào khoảng tầm gần 4 phút. Xích soát 4 phút là sẽ render xong một file với chất lượng 4K, độ dài là khoảng 10 phút. Đó, đấy, với các bạn đã thấy được hiệu năng của em là như thế nào chưa? Vậy thì ngay bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang một số các cái tác vụ về gaming nữa. Xem em máy này chiến được đến đâu nhá. Chúng ta cùng đến với tựa game đầu tiên là tựa game dạo gần đây đang hot vãi trưởng anh em ơi. Đây là tựa game Spider-Man Remastered. Mình sẽ show cho anh em cái cấu hình nhá. Lý do tại sao mình lại lựa chọn con game này bởi vì là bật mới đi lên đã. Lý do tại sao mình lại lựa chọn con game này bởi vì con game này là một con tựa game mà ăn rất là nhiều vào các đồ họa luôn anh em ạ. Và đây. Rồi, ăn rất là nhiều vào các đồ họa. Các cái chi tiết từ nhà cho đến thành phố và đặc biệt là anh có thể thấy là rất là đông người qua lại đúng không? Điều này sẽ chiếm một cái dung lượng VRAM RAM rất là lớn. Đó, các đồ họa của chúng ta là RTX 3060 đây. Hiện tại thì đang có nhiệt độ khoảng tầm 50 độ C này, chiếm dụng khoảng tầm 7GB và ăn đến khoảng 80% rồi. Mình sẽ show cho anh em cái cấu hình nhá. Mình đang để setting này. Rồi, mình đang để ở đây là Display Resolution là Full HD thôi. Và tắt Machine. Đồng thời với đó là Graphic mình để Very High. Em có thể thấy đây, Texture Very High này. Đó, Zancua 8X. Light Shadow để 2. Rồi, Ray Tracing thì hiện tại mình sẽ để Off. Đó, để xem là, không hay là cứ để On lên nhờ. Rồi, On nha. Rồi, đó, mình đã bật Ray Tracing lên rồi và mức Ray Tracing thì cũng là 2 luôn. Đó, rồi mình sẽ thử chơi xem sao nhá. Đó, em xin. Đẹp, rất là đẹp luôn. Mượt mà luôn. Đấy, anh em thấy người nhận vai đỉnh không? Từng các đường nét thành phố này. Hiện tại thì mức FPS ở đây đang là khoảng tầm 71. Nó với một tựa game mình phải đánh giá là nó rất nặng và ăn rất là nhiều vào các đồ họa như thế này thì con số ở đây được biểu thị mình thấy đánh giá rất là khả quan luôn anh em ạ. Nhá, khi mà mình đứng nhìn từ trên cao này, đó, từng chi tiết cảnh vật nó rất là rõ ràng. Đó, 76, 77 nhá. Bây giờ mình thử tắt Ray Tracing đi, xem là cái mức FPS nó sẽ dao động như thế nào nhá. Rồi, ui giời, cao hơn hẳn luôn. mà thực ra mình rất là khuyến khích anh em là chơi những cái tựa game mà thành phố như thế này á, đặc biệt là trò nghề nhẹ như thế này này. Thì đối với cái việc 70 mấy FPS thì đó cũng là rất là ok rồi. Đó, mình cũng không cần một FPS quá cao đâu. Mình ưu tiên ở đây đó là cái chất lượng đồ họa. Đó, thế nên là anh em thấy nhá, khi mà mình tắt Ray Tracing ở đây thì nó lại sẽ lên 110 mấy cơ. Thật ra hai cái mức này thì đôi khi trải nghiệm nó chỉ bớt đi một xíu thôi, nhưng mà đồ họa nó đẹp hơn rất là nhiều thì mình cũng vẫn có thể đánh đổi được đúng không? Đấy, giờ thì mượt hơn rất là nhiều rồi. Rồi, đó. Và anh em thấy là như mình vẫn hay mình nói lại là đối với những cái tựa game mà nó rất là nhiều các cái chi tiết này, như em thấy này, thành phố này, nhà này, người dân, xe cộ các thứ thì nó ăn rất là nhiều vào card đồ họa. Và với những cái tựa game như thế này thì mình có thể đánh giá được cái sức mạnh của con card đồ họa nó đến đâu. Đó, rồi, rất là ngon rồi. Mình đang định test cho anh em thêm một tựa game PUBG nữa nhưng mà không hiểu sao nó bị lỗi hay sao ấy, không mở được. Thế là cũng mở con game này. Rồi, mượt luôn, đó. Từng cú đu tơ của người nhện nha. Ui giời, được, rất là ok luôn. Đó, mình đang test trên một con màn đồ họa đeo. Đấy, rất là ngon. Rồi, rồi, vậy là chúng ta cũng thể thử qua tựa game này để xem hiệu năng gaming của máy đến đâu. Đó,
Rồi tổng kết lại là với 20 triệu thì anh em đã sở hữu một cái cấu hình, bỏ qua ngoại hình một chút nha. Với 20 triệu anh em đã có thể sở hữu một cái cấu hình có thể render tốt với Premiere Pro này, hay là làm các cái phần mềm đồ họa, quay video 4K để xử lý hậu kỳ các thứ cực kỳ ngon luôn. Đó, thôi, còn nói đến ngoại hình thì sao? Tôi cá là anh em thích cái bộ PC này chủ yếu là ở ngoại hình cực trái của cái bộ vỏ này đúng không? Tôi nhìn còn mê cơ mà, trời ơi, nhìn như này thì vác được về nhà thì đúng là hết nước chấm anh em ạ. Đấy, thế nên là anh em thích một cái cấu hình như thế nào? Đó, từng linh kiện ra sao? Hay là anh em muốn tôi làm cái cấu hình như thế nào? Thì đừng ngại ngần comment bên dưới nha. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh em trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì video của tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những số lần sau. Và đừng quên follow với lại bật chuông để theo dõi nha.